thì lạ. Ngon, ngon ngọt. Ngày hôm nay bốn chị em lại xuất hiện với trời nhau trong một khung hình đang xuất hiện ở cái nhà của chị Nắng Bình Minh. À, mọi người chắc cũng đã nhớ những cái khuôn mặt này đúng không? Sẽ thấy dài dài, tứ đại mỹ nhân sẽ còn gặp nhau dài dài. Tụ tập hoài luôn. Ngày hôm nay mình sẽ quay hết những cái hoạt động trong cái buổi chiều gì? Học mặt viếng thăm nhà không chị Nắng. Học mặt chúng mình viếng thăm đây. Tại vì thầm nha, ai nói thì cũng điếu nghe ghê quá. Rồi, mọi người cùng chờ đón nha. Điều nha. Hồi xưa nha. Người ta gọi là họp mặt lỗ lâm. Thấy nó lạnh đau. Nhồi thì sao? Đi nhà mày nướng nha, nó không bỏ ổn. Trời ơi, rau nhiều quá chị ơi. Cái này nữa nè, rồi sao? Cứ để đi chứ bây giờ không để, cứ để quên là hư rồi. Tôi cần tao tới là ăn liền chứ. Cái gì mà ăn bây giờ rồi mang một cái bún có sao là hai vợ chồng làm không? Nó nhục phía sợ bây giờ. Bả có băm tỏi luôn mà. Cái đúng sao mà nâu rồi. Dạ. Cái gì mà chưa có tụi mày nói vậy đó. Nó mãi cứ tưới nước. Tưới nhiều quá. Con sợ nó chết. Em từ con tới đây là mấy chị ăn thấy rồi chứ. Trời ơi. Chịu thằng này rửa rồi mà mấy người này không có đúng giờ. Thằng này rửa rồi. Kém giờ. Ồ, còn nè. Cái đó đặt rồi thôi. Cái này nè, anh về ngâm nước có ra nè. Ngâm nước có ra hết nó mặt vào thì mấy người. Mặt cái tình này. Rồi nè, đây nè. Nè, mấy thằng dạy dạy. Cái này rửa hết rồi mà đi không? Chưa. Chắc sao còn trình lại mới mặc sơ sơ. Chắc nó có cái gì vậy? Anh mới mặc trình đó hè, là có muốn anh hè, ông bỏ hè vô. Tại sao không rửa đây luôn? Thôi vậy mà rồi, mà không nói vô trong cái camera. Cái máy của em nó có quay không? Đang quay đó. Chạy đi, mình nói xấu quá. Về ăn. Cua. Rau sống đủ loại luôn. Quá trời. Bưng lên trường em để trên bàn. Này con ngọt lắm, nó đồ nướng nó để lên hết rồi. Nắng nhờ vô đây. Kìa xong cái bịch. Quá cái. Có, bịch nhỏ bởi chúng cái cua này quen nhờ. Cái cua này đâu con nhỉ? Của tôi, bên tôi đâu có đen như của bà đâu. Của bà sao đen thui. No, actually nó đổ nhiều muối lắm mà. Tại vì tôi không có nói nó đổ muối nên nó cho thêm nè. Ai ăn nhưng mà đen nó đỏ chứ đâu có đen như của bà đâu. Ghê. Em đổ một phát rồi. Cái này là cua cái luôn. Cua đi. Bàn ở đâu rồi? Ở ngoài sân á. Các bạn có nhìn thấy không? Đực đây, dở lên, đực đâu? Không? À, bây giờ lên chưa? Lên chưa? Đó, lật ngược lên. Đấy, thấy gì không? Đây, một con đực. Đây, hai con đực cãi hàng cãi. Phân biệt cãi đó. Đẹp đôi lắm, tạo hóa, tạo ra nó đẹp ghê luôn. Cái lá là tôi muốn cua cái nên tôi lấy nè. Cua cái các bạn. Nè các bạn ơi, đây là cua. 60 con cua. 60 con cua. Cái này là thịt sửa soạn này đưa ra mình nướng đó các bạn. Cắm cây rồi. Cua ơ cua. Cái này là tôm. Cua ơ cua. Tôm chút mình đưa ra mình nướng luôn mấy bạn. Cua chết rồi. Tranh thủ làm đẹp các bạn ơi. Bao nhiêu đi? Hử? Bao nhiêu? Tám mươi. Ở vùng nội không? Ồ. Số. Không được xuống 80 ghê vậy trời. Oh my god. Quá.